Trước tâm trạng muốn đi đâu đó thật xa của các Phượng, Kiều Minh Tuấn để lại bình luận bất ngờ. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, các Phượng khiến công chúng hoang mang khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái vô cùng tâm trạng. Nữ diễn viên muốn đi đến nơi nào đó thật xa, không Facebook hay điện thoại. Muốn đi đâu đó thật xa, không điện thoại, không Facebook. Không ai biết tôi là ai, ai biết đây là nơi nào chỉ giùm, xin đội ơn, các Phượng chia sẻ. Chia sẻ của các Phượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng bà xã Kiều Minh Tuấn đang gặp áp lực trong công việc và cuộc sống nên muốn được nghỉ ngơi. Bên cạnh những lời hỏi thăm, hàng loạt nghệ sĩ gợi ý cho các Phượng những địa điểm theo yêu cầu của cô, Kiều Minh Tuấn cũng không ngoại lệ. Dưới phần bình luận, nam diễn viên hào hứng để lại gợi ý đầy bất ngờ cho bà xã, địa đạo Củ Chi. Thế nhưng các Phượng lại không mấy thích nơi này, cô thẳng thắn, thôi, ngợp lắm. Lên đường xuống biển còn được, xuống Âm Đức ngợp lắm, dễ quạo. Các Phượng và Kiều Minh Tuấn tay trong tay, xuất hiện cùng sự kiện mới đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!